Vậy thì theo suy luận của em, con chim cánh cụt có thể nói chuyện được với tất cả mọi người. Mỗi lần mà nó muốn kêu ai thì nó sẽ xoay lưng lại. Ê. 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 Là sao? Là nó nói chuyện bằng cái đuôi ạ. Ngày em nói ở bên cạnh anh quá nhiều mệt mỏi, anh đã cố gắng kéo nhưng lại thôi. Ngày anh nói ở bên cạnh, ngày em nói ở giữa chúng ta có khác biệt quá lớn, là do em cần ai đó thôi. Điều quan trọng nhất đó là ai đó là ai? Ai đó là ai? Giới tính thứ ba. Một ngày đẹp trời, cô gái phát hiện ra người yêu của mình yêu một chàng trai khác. Muốn chọn chị Khải Như. Lại là chị, lại là chị. Cố lên chị ơi. Người ta đang rối, chị kia chọn em đi đường nào? Đi đường ngang á. Đi đường ngang. Để với lại chặn được cái đường thẳng lên nè. Công nhận chiến lược quá. Hay. Lẽ ra câu đó là phải đố cho Hany Wan mới đúng. Ổn thật. Đố về con chim. Chim cánh cụt dùng bộ phận cơ thể nào để trao đổi thông tin với nhau? Pigeon. Em rất thích con chim cánh cụt. Chim cánh cụt nó đi như vậy nè, nó rất là dễ thương luôn á. Nó dùng bộ phận nào để mà nó nói chuyện với nhau đúng không? Em để ý con chim cánh cụt nó có một cái bờm ở phía trước màu trắng rất là đẹp. Và mỗi lần nó nhảy xuống là nó gieo mình xuống như nè và nói chuyện nó cũng vậy nè. Thì chị nghĩ nó chắc là cái cuốn họng đó. Cái cuốn họng đó. Từ cái bờm mà qua cái cuốn họng hả? Ủa cái này là cái gì? Cái ức. Cái ức của nó. Cái ức của nó. Cái này cái ức của cuốn họng là bên trong. Mất dạ. Nhận thức. Kệ tôi đi. Nè. Cái ức của nó. Nhưng mà để ý kỹ hơn thì con chim cánh cụt á, nó không phải chỉ lắc cái, làm sao để nó đung đưa cái này thì nó phải lắc cái đuôi. Lắc cái đuôi. Vậy thì theo suy luận của em, con chim cánh cụt có thể nói chuyện được với tất cả mọi người. Mỗi lần mà nó muốn kêu ai thì nó sẽ xoay lưng lại. Ê. 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 Là sao? Là nó nói chuyện bằng cái đuôi ạ. Nó giao đuôi. Tiếp bằng cái đuôi. Giao tiếp bằng bộ phận đuôi. Dạ vâng. Xin hỏi Thanh Châu tin hay không? Tin. Nó quá dễ thương mà. Nó rất dễ thương, đúng thiệt, rất dễ thương. Nhưng mà em không tin. Trời ơi. Không tin Khả Như rằng chim kết cục trao đổi thông tin với nhau bằng bộ phận đuôi là một sự lựa chọn. Chính xác. Chim cánh cụt dùng bộ phận đầu và chân chèo để trao đổi thông tin với nhau. Thế giới này rất nhiều điều mà chúng ta không biết. Đầu và chân á anh. Đầu và chân mà để đạp nước á. Đó. Thì bây giờ một dấu ít nữa thuộc về Thanh Châu. Dạ, em chọn chị Khả Như ạ. Dạ, chào em. Dạ, chào chị. Nhảy cách một cái hả? Chặn thôi, phải chặn thôi. Trong ca khúc Khác Biệt To Lớn, điều khác biệt của cả hai là gì? Em biết bài đó không? Dạ không. Bài đó là anh Trịnh Thanh Bình ngồi bên cái đàn. Ngày em nói ở bên cạnh anh quá nhiều mệt mỏi, anh đã cố gắng kéo nhưng lại thôi. Ngày anh nói ở bên cạnh, ngày em nói ở giữa chúng ta có khác biệt quá lớn, là do em cần ai đó thôi. Điều quan trọng nhất đó là ai đó là ai? Ai đó là ai? Giới ai đó tính là ai? Thứ ba. Một ngày đẹp trời, cô gái phát hiện ra người yêu của mình yêu một chàng trai khác. Thế là cô gái hậm hực bỏ đi. Cô gái không có cách nào để chia tay hết, không thể nói thẳng tại vì xấu hổ, nên cô gái phải nói với chàng trai là mình không hợp nhau. Chàng trai cố gắng níu kéo, cô gái lại không chịu nữa. Cô gái lại tiếp tục bỏ đi. Cô nói là khác biệt quá lớn, khác biệt quá lớn. Khác biệt về giới tính nó mới quá lớn như vậy thôi em. Tin hay không tin Khả Như? Em có nghe mang máng ở mấy quán cà phê mấy quán ăn rồi mà em không biết bài này. Bài này hot mà em. Dạ, em không biết bài này là khác tin biệt. Tin hay không ạ? À? Dạ, dạ em. Em tin ạ, phải tin. Tin chị. Dạ. Sự lựa chọn tin Khả Như là sự lựa chọn. Không chính xác. Khi đố về bài hát là chúng ta đã có phần trả lời nằm ở trong Lời bài hát. Là do em cần ai đó. Đó hơn. Là do em cần ai đó hơn. Chị hát rất kỹ như đọc vậy đó. Em cần ai đó hơn.
Hồi nãy Di hát rất sơ sài vậy chị. Không, Di hát đàng hoàng. Em cần ngay đó hả? Hát tới đó là được rồi, còn thêm giới tính rồi vô làm chi nữa. Làm người ta bị hoang mang. Bây giờ cơ hội thuộc về Việt Mỹ. Tại vị trí Khả Như mang về chiến thắng. Câu hỏi này sẽ giúp cho Việt Mỹ giành chiến thắng. Câu này dễ, vị trí Khả Như. Ai là người khởi xướng phong trào váy cưới màu trắng đầu tiên trên thế giới? Trời ơi! Với kinh nghiệm chuyên đi đám cưới của em, tất cả những cô dâu đều mặc áo cưới màu trắng để thể hiện cho sự trinh nguyên, tinh khiết, tinh khiết, lộng lẫy, nữ hoàng. Mà cái gì liên quan tới nữ hoàng thì em sẽ nghĩ tới nước nào? Anh Elizabeth. Quốc. Châu Âu. Mình nói khu vực cái đã. Châu Âu. À. Lâm nghĩ nước nào ạ? À, em nghĩ là công chúa Disney. Cái gì? Disney. 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 Còn Disney là nước nào? Disney. Nước nào ạ? Nước nào? Cái chuyện nước nào? Mình đã đoán gần đúng rồi. Nhưng mà ai là người nghĩ ra? Thì chúng ta thường hay nhắc đến một người công nương rất là nổi tiếng. Em có thể đoán được ai không? Diana. Công nương Diana. Diana. Yeah. Diana. Công nương Diana. Em xin chốt luôn đáp án của mình đó là công nương Diana. Diana. Việt Mỹ thân mến, đáp án Diana tin hay không? Không. Em. Tất cả những cô dâu đều mặc áo cưới màu trắng để thể hiện cho sự trinh nguyên, lộng lẫy, nữ hoàng. Thì chúng ta thường hay nhắc đến một người công nương rất là nổi tiếng. Chốt luôn đáp án của mình đó là công nương đây nè. Em không tin. Không. Ủa? Tin. Em biết không? Em thấy nói chung mọi người chị nói không thuyết phục lắm. Vậy? Em thì không biết nhưng mà có ai biết không bạn? Nữ hoàng Elizabeth. Nữ hoàng. Ờ thì công nương gì đó Diana đó. Đó là công nương thôi. Công nương á. Nếu như cái sự không tin này mà là chính xác thì Việt Mỹ sẽ chiến thắng. Và thưa quý vị, cuộc chơi còn tiếp tục hay không? Không tin Khả Như là chính xác. Yeah. Xin chúc trước đó có một ai nhận rồi. Người phụ nữ đầu tiên mặc áo cưới màu trắng đó chính là nữ hoàng. Nữ hoàng Victoria. Yeah. Victoria. Vào thế kỷ 18 và 19 chưa có xà phòng nên việc giặt giũ váy cưới chỉ được thực hiện bằng khăn lau và nước. Vì thế một chiếc áo hay váy trắng nếu bị bám bẩn thì khó có thể làm sạch được. Những phụ nữ mua váy cưới màu trắng chính là để phô trương thanh thế và sự giàu có, bởi họ chỉ có thể mặc chiếc váy đó một lần. Mà người có tiền thời điểm đó là ai? Là nữ hoàng. Nữ hoàng Victoria. Rồi, như vậy là Diễm My không may mắn dừng lại với phần thưởng là 4 triệu đồng mang về mua quà cho gia đình cho vui. Còn Việt Mỹ bước vào vòng trong tiếp tục.